ý tưởng cũng như là cái suy nghĩ của thầy Vương đều là cái người mà có cái tầm nhìn rất là dài hạn, đúng không anh chị em? Dự án này chưa xong là thầy đã có ý tưởng dự án khác rồi. Bao nhiêu anh chị em thấy là quá tuyệt vời không ạ? Tức là chúng ta luôn luôn có một cái sự dẫn dắt của những cái con người rất tuyệt vời như thế này, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm, đúng không ạ? Yên tâm rằng là chúng ta sẽ liên tục có những cái dự án mà không chỉ là dự án là vì cộng đồng, mà chúng ta còn có dự án thương mại để có thể là gì ạ? Kinh doanh, có thể kiếm tiền, có thể xây dựng nhân hiệu cá nhân, có thể có thêm những cái thu nhập, có thêm những cái kỹ năng, được chưa ạ? Thì đấy là cái ý tưởng, và chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái dự án phi lợi nhuận vì cộng đồng. Đó là một cái dự án về lịch sử, về 30 tháng 4, về một cái dấu son hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và sau cái dự án này thì Huy tin rằng là chúng ta sẽ tìm được những cái con người thực sự là có tinh thần cống hiến này, có khả năng này, và có những cái kỹ năng mà rất là tốt, và từ đó thì chúng ta sẽ xây dựng lên một team, một đội để có thể là vẽ rất nhiều các cái bộ truyện khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo ra những cái nhân vật thống nhất, sau đó là chúng ta tạo ra được khoảng độ 40 50 cái bộ truyện xuyên suốt theo cái nhân vật đó. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là nếu như mà mình đóng góp vào trong các cái dự án đó, các cái kế hoạch đó thì cũng rất là thú vị, thì comment xuống là tôi, đúng không ạ? Đó, thế thì thực sự chia sẻ với anh chị em đó là nếu như mà trước đây á, nếu như mà trước đây chưa có AI ấy, thì những người như như Huy thực sự là cảm thấy rất là khó khăn khi mà vẽ được một cái hình vẽ thôi, chứ đừng nói là cả một bộ truyện tranh. Đấy. Nhưng mà sau khi mà có AI và có những cái con AI rất tuyệt vời như là ChatGPT, như là Midjourney và rất nhiều con AI khác, thì Huy thấy là cái việc mà tạo ra được một cái bộ truyện tranh ấy nó đơn giản vô cùng anh chị em ạ. Đấy. Bao nhiêu anh chị em chúng ta đã biết được cái cuốn truyện tranh mấy mấy bộ, Huy có 3 bộ truyện tranh rồi, 3 cuốn truyện tranh này. 3 bộ thì hơi kinh, nhưng mà có 3 bộ, 3 cuốn truyện tranh rồi. Đấy, và một trong cuốn đấy là nó dài đến 83 trang. Đấy, bao nhiêu anh chị em đã biết được cái cuốn truyện này của Huy ạ? Đây. Đấy, ví dụ như là cái cuốn truyện này của Huy thì nó dày đến là gì ạ? Là 83 trang anh chị em nhé. Đấy. Được chưa ạ? Đấy, và Huy viết trong vòng đâu đó khoảng 2 ngày. Khoảng 2 ngày từ việc bắt đầu lên ý tưởng kịch bản cho đến là gì ạ? Cho đến là lên tạo hình nhân vật và ghép vào bài và tinh chỉnh tất tần tật trong đâu đó 2 ngày. Và tổng nó là khoảng độ 83 trang anh chị em nhé. Tổng khoảng 83 trang. Đó. Và đây là cái bộ truyện thứ ba của Huy, cái câu chuyện, cái truyện số 3 của Huy. Huy có hai cái bộ truyện trước đó rồi. Đấy. Và mỗi một bộ truyện nên nhiều nhất là cái bộ truyện này lâu nhất là mất 2 ngày. Còn các bộ truyện kia thì nó ngắn hơn thì mất độ ngày. Có cái thì mất độ vài tiếng là xong một quyển truyện tranh nhá anh chị em ạ. Mà đọc rất hay, rất hấp dẫn. Lần nào mà Huy chia sẻ cho anh chị em thì mọi người đều 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 cảm thấy rất là hấp dẫn, rất là hay. Đó. Thế thì Huy thấy rằng là một mình mình thì không thể là làm được tất cả mọi việc, đặc biệt là những cái dự án lớn như là những cái dự án về về lịch sử, đúng không ạ? Thực sự về lịch sử là một cái gì đó vô cùng khó khăn anh chị em ạ, không hề dễ một chút nào. Cái thêm nữa đấy là mình muốn làm lớn hơn, mình muốn làm nhiều hơn. À, bây giờ mình muốn vẽ 40 quyển truyện thì làm sao ạ? Một mình đâu đủ sức đâu, đúng không ạ? Còn chưa kể làm gì ạ? Là mình không chỉ là một bộ 40 quyển đấy mà mình có thể tạo ra được gì ạ? Là 10 bộ 40 quyển đấy, khoảng độ 400 quyển trong vòng 1 năm. Anh chị em thử nghĩ xem nếu một mình Huy thì có làm được không ạ? Không thể làm được, đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên thì với một ekip, với một team cùng làm với nhau thì hoàn toàn chúng ta có thể tạo ra được 400 quyển truyện, vừa chất lượng, hình ảnh đẹp mà gì ạ? Giá trị nhân văn, đúng không ạ? Vừa có tính giáo dục, vừa có tính giải trí. Đấy. Thì để làm điều đó thì Huy rất là cần những cái con người sẵn sàng cống hiến và dạ phải có kỹ năng. Ok không ạ? Thế thì khi mà chúng ta tập trung vào cái việc vẽ về lịch sử ấy, thì trong vòng 2 tuần từ khi bắt đầu có ý tưởng nhé, bắt đầu thầy Vương đưa ra ý tưởng thì cách đây khoảng độ 2 tuần, gần 2 tuần gì đó,
Thì lúc đấy thì Huy bắt đầu tìm hiểu về lịch sử. Thực ra là 30 tháng 4 ấy, là mình biết đây là một trong những kỳ nghỉ lễ lớn nhất của Việt Nam. Anh chị em biết là ngoài Tết âm lịch, ngoài Tết âm lịch là chúng ta được nghỉ dài, thì trong cả năm ấy thì chúng ta chỉ có duy nhất là ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là nghỉ dài nhất thôi, đúng không ạ? Và 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thường nó rơi vào gì ạ? Nó rơi vào cuối tuần thì người ta nghỉ luôn thứ bảy chủ nhật, thế là nghỉ luôn liền tù tì 4 ngày luôn. Thậm chí có hôm rồi nó rơi vào thứ ba thứ tư, thế là nghỉ bù thứ hai sang thứ bảy hôm sau, thế là nghỉ luôn 5 ngày. Tức là một cái nghỉ lễ rất là dài. Và mọi người đều hào hứng là biết là ngày 34 nó được nghỉ, nó chẳng biết nó là ngày gì, chẳng biết ý nghĩa của nó như nào, chẳng biết cái câu chuyện ở những phía sau cái ngày 30 tháng 4 đấy như nào. Đấy. Thì sau khi mà Huy nghiên cứu về những cái lịch sử rồi những cái bài viết về 30 tháng 4 ấy, thì Huy thấy nó là thực sự là cái ý nghĩa của cái chiến thắng 30 tháng 4 giúp thống nhất dân tộc Việt Nam, đó là một cái ý nghĩa vô cùng lớn lao. Được chưa? Và chúng ta cần có một cái trách nhiệm để mà bảo tồn, để mà chia sẻ, để mà truyền cho thế hệ sau, để thế hệ sau cũng có thể hiểu được một phần nào đó về cái chiến thắng hào hùng của dân tộc, cũng như là gia tăng được cái tinh thần gì ạ? Tự hào dân tộc và lòng yêu nước, đúng không ạ? Đấy, đúng rồi. Đặc biệt là những anh chị em nào mà lớn tuổi đấy, đã trải qua cái giây phút mà đã gọi là chiến thắng huy hoàng đó, những anh chị mà tầm 50 tuổi trở lên ấy thì đều có thể là gì ạ? Đã biết được cái chiến thắng huy hoàng đó, và họ đều là những nhân chứng để sống ở trong cái thời kỳ đó, thì chắc chắn rồi họ sẽ có những cái cảm xúc, họ sẽ có những cái nhận xét rất là khác nhau đó. Và ở đây ấy, thì Huy cần rất là nhiều các vị trí, không chỉ là vẽ tranh đâu anh chị em nha. Vẽ tranh nó chỉ là một khía cạnh ở trong cái chỗ đó thôi, đúng không ạ? Và Huy có một cái hướng dẫn như này. Ok, đây là cái phác thảo về các cái công việc mà chúng ta cần phải làm trong cái dự án truyện tranh 30 tháng 4. Đầu tiên thì Huy vừa mới chia sẻ với anh chị em cái lý do why, tại sao chúng ta cần phải làm cái dự án này. Làm dự án này thứ nhất đó là gì ạ? Vì chúng ta cống hiến cho cộng đồng, mang lại một cái gì đó, một cái giá trị gì đó cho cộng đồng. Và đây là một trong những cái nhu cầu rất là lớn của con người, là nhu cầu cống hiến. Đúng chưa ạ? Chúng ta giúp tăng tinh thần dân tộc, tăng lòng yêu nước, tăng niềm tự hào dân tộc và hiểu rõ hơn về chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 của dân tộc chúng ta. Đúng chưa ạ? Giúp cho thế hệ trẻ, giúp cho những cái người trẻ từ 40 trở xuống là trẻ rồi anh chị em nhé. Từ 40 trở xuống có thể có một cái góc nhìn hoặc có một cái gọi là hiểu biết thêm về lịch sử dân tộc. Đó. Và cái cá nhân của chúng ta khi mà chúng ta tham gia dự án này thì chúng ta được cái gì ạ? Thứ nhất, chúng ta được giúp gia tăng cái thương hiệu cá nhân của mình. Anh chị em tưởng tượng này, chúng ta cũng truyền thông về cái dự án này ở trên các trang xã hội, mạng xã hội, và chúng ta là một phần của dự án này. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Thì có rất nhiều người họ sẽ gì ạ? Họ sẽ quan tâm, họ sẽ ủng hộ, họ sẽ gì ạ? Động viên, họ sẽ biết đến chúng ta vì là chúng ta đang làm những cái việc liên quan đến gì ạ? Đến giá trị vì cộng đồng. Được chưa ạ? Chưa kể là cái việc là các cái báo chí họ cũng sẽ tham gia vào khi mà chúng ta có những cái thành quả, và các báo chí họ sẽ gì ạ? Họ sẽ đưa tin là có một cái nhóm như này đã gì ạ? Cùng nhau viết ra một cuốn truyện vì lịch sử Việt Nam với một cái tinh thần cống hiến, đúng không ạ? Thì các cái báo chí họ vào cuộc thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là chúng ta sẽ có cái nhân hiệu, chúng ta sẽ phát triển rất là nhanh. Cái tiếp theo đó là giúp chúng ta gia tăng cái kỹ năng bản thân. Cái kỹ năng của chúng ta sẽ gia tăng rất là nhiều, đặc biệt là kỹ năng sử dụng AI để mà thực hiện các cái tác vụ ở trong cái dự án. Trong dự án sẽ có các tác vụ khác nhau, chút nữa Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em. Được chưa? Rồi, tiếp theo thì chúng ta trả lời câu hỏi là who, ai là cái người tác động đến cái dự án này? Thì có hai cái đối tượng. Thứ nhất đấy là cái độc giả. Cái độc giả là sao ạ? Là những cái người trẻ từ 20 đến 40 tuổi. Và một cái đối tượng độc giả khác nhau đó là gì ạ? Là thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên là nhỏ hơn 18 tuổi. Được chưa ạ? Đấy, người Việt trẻ là từ gì ạ? 18 đến 40 tuổi. 18 đến 40 tuổi thì cho một cái gọi là người lớn. Nhớ nhỉ ạ?
từ 18 tuổi trở xuống thì gọi là trẻ em và thanh thiếu niên, trẻ em, thiếu nhi. Thì các cái độc giả này, với mỗi một độc giả thì chúng ta lại có những cái cách trình bày, cách dẫn chuyện, rồi cách vẽ, rồi cách chia sẻ nó khác nhau, cũng như là câu chuyện, nội dung câu chuyện, rồi ý nghĩa câu chuyện, rồi cái bài học rút ra nó có thể nó sẽ khác nhau. Huy nói ví dụ như này, nếu như mà chúng ta làm chuyện cho người Việt trẻ từ 18 đến 40 tuổi thì họ có cái nhu cầu như nào? Họ vừa mong muốn cái tính giải trí, vừa mong muốn cái tính là gì ạ? Thông tin, vừa mong muốn cái tính là gì ạ? Là lịch sử, được chưa ạ? Vừa mong muốn những cái bài học liên quan đến cuộc sống, liên quan đến lòng yêu nước, niềm tự hào. Vừa mong muốn những cái bài học liên quan đến tình yêu, những cái cảm xúc, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ có thể có những cái câu chuyện liên quan đến những cái nhân vật lịch sử. Huy nói ví dụ thôi nha, ý tưởng thôi nha. Có thể liên quan đến cái nhân vật lịch sử và những cái câu chuyện xoay quanh cái nhân vật đó, được chưa ạ? Cái thứ hai đó là mình có thể không lấy nhân vật lịch sử mà mình chỉ lấy những nhân vật mang tính chất là giả sử, tức là mình nói là có một anh tên là Tuấn với một chị tên là Hương. Đấy. Hai anh chị là yêu nhau, sau đó là gì, anh lên đường đi vào Nam để là chiến đấu. Đấy. Và sau đó thì anh tham gia vào cái gì ạ? Cái gọi là chiến thắng lịch sử, cái đoàn quân để mà gì ạ, húc cái xe tăng mà húc đổ cái gì ạ, cái dinh độc lập, đó là cắm cờ chẳng hạn thế, được chưa ạ? Và anh ấy có những cái cảm xúc như thế nào, và ở nhà thì cô Hương thì lại móng ngóng trông tin tức như nào, và sau khi mà nghe đài phát thanh thông báo thì cô ấy mừng như nào, khóc như nào. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Nó vừa lồng ghép cái yếu tố lịch sử, vừa lồng ghép yếu tố là tình yêu, vừa lồng ghép yếu tố là câu chuyện, giải trí, và có những cái nút thắt ở trong câu chuyện nó như thế nào. Thì cái này thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ chi tiết ở phần sau, được chưa ạ? Nếu mà chúng ta tập trung vào đối tượng là thanh thiếu niên ở dưới 18 tuổi thì chúng ta có thể đưa vào những hình ảnh là gì ạ? Là cậu bé liên lạc, đúng không ạ? Trong cái bài thơ về chú bé liên lạc, đúng không ạ? Cái chân loắt thoắt, đúng không ạ? Đấy thì những cái nhân vật như vậy nó sẽ rất là dễ đi vào lòng người, và chúng ta chỉ cần dựa trên cái ý tưởng đấy thôi. Dựa trên cái câu chuyện, một cái bài thơ về chú bé lót chót đấy thôi, đúng không ạ? Cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta dựa trên cái câu chuyện đó, sau đó chúng ta bịa thêm những câu chuyện xung quanh. Cậu bé này đã vượt qua những khó khăn như nào, cậu đã phải nhờ ai giúp đỡ, cậu đã đối thoại với người già như nào, với anh bộ đội như nào, đối xử với mọi người như nào, và từ đấy rút ra cái bài học. Và cái ngày mà 30 tháng 4 ấy thì nó có ý nghĩa gì với cậu ấy? Cậu ấy tự hào như nào, cậu ấy vui như nào, cậu ấy khóc như nào, cậu ấy chia sẻ mọi người như nào, cậu ấy ôm mọi người như nào. Thì tất cả những thứ đó là chúng ta cần phải đưa vào trong cái câu chuyện của mình. Nó vừa mang tính chất giải trí, vừa mang tính chất căng thẳng, ly kỳ, gay cấn, lịch sử, đúng không ạ? Đấy, thì tất cả những thứ đó nó sẽ tạo ra cái câu chuyện mà có thể viral, có thể truyền thông được. Ok không ạ? Rồi, cái người thứ hai, cái gu thứ hai ở trong cái phần này đó là ban biên tập. Ban biên tập là ai ạ? Là chính là chúng ta, là những người thích cống hiến, thích học tập về vẽ tranh, về AI, có thời gian và dạ cam kết hành động và có trách nhiệm với cái gì ạ? Cái công việc mình nhận, được chưa ạ? Mỗi người chúng ta sẽ nhận một vị trí khác nhau và chúng ta sẽ có một cái deadline để làm việc khác nhau. Đúng không ạ? Tự chúng ta nhận cái vị trí và tự chúng ta nhận cái deadline chung của dự án, và chúng ta nhận cái deadline riêng, và chúng ta phải liên tục báo cáo, bởi vì cái dự án này là phi lợi nhuận và chúng ta không thể nào nói là phạt ai hay thưởng ai, hay là diện là giống không giống như một cái công ty hay là một cái đội nhóm mà đã gọi là chuyên nghiệp, mà chúng ta phải vừa làm vừa chỉnh, vừa làm vừa sửa. Đấy, vì vậy là chúng ta cần có sự giao tiếp liên tục ở trong Zoom, ở trong nhóm, đấy ạ, và có những cái phòng Zoom để chúng ta họp với nhau. Thế bây giờ có những cái phòng Zoom họp với nhau nhưng mà mình bảo thế, ui giời em bận em không vào được, thế thì làm sao ạ? Thế thì mình cứ một lần bận, hai lần bận, ba lần bận thì làm sao ạ? Thì cái thời gian, tổng thời gian để mình làm nó chỉ có 2 tuần thôi anh chị em ạ. Từ giờ cho đến 17 tháng 4 là phải xong, bởi vì sao ạ? Mình có thời gian để mà lưu chuyển, để mà truyền thông, để mà chia sẻ, chứ còn đến 30 tháng 4 mới xong thì ai đọc, đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Tức là mình phải xong trước đó, như vậy nó tổng thời gian nó có 2 tuần thôi, mà bây giờ mình bảo là em bận nó không làm được thì sao ạ? Tức là mình thiếu cam kết, thiếu trách nhiệm. Ok không anh chị em? Vì vậy khi mà anh chị em tham gia, anh chị em phải diện xác định cho mình đó là gì ạ? Mình phải dành thời gian 2 tuần để mà tập trung, để mà nghiên cứu, để mà nghiền ngẫm, và mình đưa ra những ý kiến, đưa ra những cái ý tưởng để mà giúp cho cái gì ạ? Cái dự án này của chúng ta lên. Đấy, và không phải là chúng ta chỉ làm một cuốn cuốn truyện đâu anh chị em nhé. Chúng ta cùng lúc chúng ta có thể làm chạy nhiều cái tác phẩm song song với nhau. Được chưa ạ?
có thể chạy cùng tác phẩm song song nhau, sau đó là gì ạ? Chúng ta thi đua xem là đội nào là gì ạ? Chiến thắng, đội nào ra cuốn truyện hay hơn. Đúng không? Chúng ta chấm điểm, có ban giám hiệu, ban tác giả chấm điểm. Đấy, ví dụ như có thầy Cao Vương là chấm điểm này, ví dụ thế, mà Huy sẽ chấm điểm này, ví dụ thế. Thì chấm điểm để làm gì ạ? Để mình soi xem là đội nào, cái chất lượng đội nào nó hay hơn, và đội này chấm điểm cho đội kia. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Để làm gì ạ? Để mà chúng ta có một sự ganh đua, có một sự thi đua, đúng không ạ? Nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái tác phẩm cái chất lượng tốt nhất để mà chúng ta truyền thông, chúng ta đưa ra ngoài. Nếu mà có 2-3 tác phẩm mà cùng tốt, hoặc là có một người nào đó có thể làm luôn cả một tác phẩm, tức là anh này anh không cần ai hết, một mình anh vừa lên kịch bản, vừa vẽ, vừa chỉnh sửa, vừa biên kịch là một mình anh làm hết, thì làm sao ạ? Thì anh ấy đề tên tác giả. Còn nếu như mà cái ekip nào có một người làm gì ạ? Nội dung, một người làm biên kịch, một người làm gì ạ? Ý tưởng, một người làm gì ạ? Kiểm tra, một người là vẽ tranh, một người là chỉnh sửa, thì chúng ta sẽ đồng tác giả, được không anh chị em nhá? Thì cái dự án nó càng lớn, cái càng khó thì chúng ta càng cần phải kết hợp với nhau, nó là như vậy, ok không ạ? Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào ha? Thì chúng ta sẽ triển khai dự án thì 2 lần một tuần, vào có thể là chúng ta sẽ phải tăng cái số lần lên. Ví dụ như là tuần thứ hai là cái tuần rất là quan trọng, và chúng ta có thể là gì ạ? Họp 3 lần một tuần, được chưa ạ? Như vậy là anh chị em chúng ta cần xác định là chúng ta cần phải gì ạ? Phải chuẩn bị về mặt thời gian, ok không ạ? Rồi tiếp theo đó là chúng ta liên tục báo cáo cái kết quả và tổng hợp cái kết quả khi mà chúng ta có các cái cuộc họp bàn giao. Đấy, và chúng ta sẽ phân các cái nhiệm vụ khác nhau, thì chút nữa Huy sẽ đưa ra một loạt các cái công việc, và anh chị em nào nhận cái nhiệm vụ nào thì chúng ta đăng ký vào nhiệm vụ đó, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta cần có những kiến thức gì? Thứ nhất là chúng ta cần có những kiến thức về lịch sử, chúng ta cần phải hiểu về lịch sử, cần phải biết về các cái câu chuyện và các cái mốc thời gian, cũng như là mốc các cái nhân vật ở xung quanh cái lịch sử về 30/4. Cái tiếp theo đó là chúng ta biết sử dụng về ChatGPT. Thứ ba nữa chúng ta biết sử dụng về Midjourney, được chưa ạ? Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta đã biết hiểu rõ về lịch sử 30/4, chúng ta comment số 1, được chưa ạ? Nếu mà chúng ta đã hiểu rõ cách sử dụng ChatGPT thì chúng ta comment số 2. Nếu mà chúng ta đã hiểu rõ về vẽ tranh, chúng ta comment số 3. Được chưa? Nếu mà chúng ta hiểu 2 trong số đó thì chúng ta con số, ví dụ là 1 và 2, 1 và 3, hoặc 2 và 3, hoặc 1, 2, 3. Tức là mình hiểu rõ cả 3 cái yếu tố này, được chưa? Thì mình comment 1, 2, 3. Còn ai mà chưa biết cái gì cả thì comment số 0. Tức là mình không biết về lịch sử, phải nghiền ngẫm, phải suy nghĩ từ đầu, không biết về ChatGPT, cũng chẳng biết về vẽ tranh với Midjourney, thì chúng ta comment số 0, được không ạ? Để Huy biết là anh chị em chúng ta đang ở đâu. Có những người có tinh thần rất là tốt, rất là mong muốn tham gia nhưng mà chưa biết làm gì cả. Đấy, được không ạ? Rồi, ok anh chị em. Như vậy là ở đây thì Huy thấy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người là có 1, 2, 3 này. Còn đa số anh chị em là 1, 3, 1, 2. Đấy, và có cả một số người là ChatGPT cũng chưa thạo, mà vẽ tranh cũng chưa biết, mà lịch sử thì cũng càng mơ hồ. Đấy, đúng không ạ? Ok, và đa số anh chị em chúng ta đều biết về lịch sử, về ngày 30/4. Nhưng mà để mà nghiên cứu cái này ấy, vì nói thật với anh chị em, nó là gì ạ? Kể cả anh chị em đã sống qua giai đoạn đấy rồi nhé, nhưng mà khi mà nghiên cứu về cái chủ đề này, ui, nó rộng bát ngát bao la luôn. Vì nghiên cứu hết ngày này, ngày khác mà vẫn không hết anh chị em ạ. Anh chị em biết là cái cuốn lịch sử miền Nam Việt Nam ở cái giai đoạn mà kháng chiến chống Mỹ ấy, là nó dày bao nhiêu ạ? Nó dày đến mấy nghìn trang ấy. Riêng cái quyển mà lịch sử miền Nam nó dày 6.000 trang. Anh chị em tưởng tượng, nó dày 6.000 trang. Đấy, có một cái cuốn sử như vậy, đúng không ạ? Cho nên là để mà chúng ta mà hiểu biết về cái 30/4 này, để mà đọc về hết về nó thì nó vô cùng lắm, được chưa ạ? Nhưng mà mình vẫn nên biết những cái cơ bản, ok không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị em. Thì chúng ta chút nữa chúng ta sẽ nhận những cái vị trí khác nhau dựa trên cái năng lực của mình, được chưa ạ? Còn một số anh chị em nào mà muốn thích vẽ tranh, bởi vì trong cái buổi này ngày hôm nay ấy, thì rất nhiều anh chị em quan tâm đến vẽ tranh, có đúng không ạ? Đấy, thì tối ngày mai thì Huy có một cái chương trình là dạy vẽ truyện tranh miễn phí, được không ạ? Đấy, bao nhiêu anh chị em muốn tham gia cái lớp là dạy học về vẽ truyện tranh miễn phí cùng với AI thì comment là tôi, được không ạ? Tối mai thì Huy có một chương trình như vậy. Nếu anh chị em muốn quan tâm thì anh chị em đăng ký nhé.
Đấy, thì chút nữa mình đăng ký ở trong cái nhóm Zalo của mình nhé, được chưa ạ? Rồi, phần lớn anh chị em vào đây được là chúng ta đã tham gia vào cái nhóm Zalo về dự án về vẽ truyện tranh rồi đúng không ạ? Thì tối mai Huy sẽ có một chương trình đào tạo về truyện tranh là miễn phí thì anh chị em tham gia lúc 19h45 nhá. Rồi. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm cái gì? What, câu trả lời câu hỏi what. Thì câu hỏi what thì thứ nhất đó là chúng ta sẽ phải làm cái việc gì ạ, là tìm hiểu về lịch sử 30 tháng 4 để lấy cảm hứng. Thì nó có một tài liệu về lịch sử miền Nam Việt Nam như Huy vừa nói là khoảng 6.000 trang được chưa ạ. Và ngoài ra thì Huy cũng tìm hiểu trên YouTube với Google. Thực ra cái này thì Huy nghe nói thôi chứ còn Huy cũng chưa tìm hiểu, bởi vì sao ạ? Bởi vì nó quá lớn và Huy cũng chưa tìm được cái bản bản mềm. Đấy, bản bản cứng thì không không mua được rồi. Đấy, nó rất là tốn kém. Được chưa ạ? Rồi, thì Huy tìm hiểu chủ yếu là trên YouTube và Google anh chị em nhé. Trên YouTube và Google thôi, chỉ những cái thông tin trên này thôi mà đã nghe đến mệt nghỉ rồi, đã đọc đến mệt nghỉ rồi anh chị em ạ. Nhưng mà ít nhất mình đọc để mình lấy cái ý tưởng, mình có một cái góc nhìn. Ok em ạ? Rồi. Tiếp theo đó là mình lên ý tưởng và mình trình bày ý tưởng. Thì lên ý tưởng và trình bày ý tưởng thì chúng ta có thể sử dụng chat GPT hoặc là tự lên ý tưởng, thì cái này là tùy vào năng lực của mỗi anh chị em, đúng không ạ? Và Huy cần những anh chị em là tham gia vào cái vị trí này và cái vai trò này. Bao nhiêu anh chị em là chúng ta sẽ nhận cái vị trí đó là lên ý tưởng và lên kịch bản, tức là cái phần nội dung ấy. Bởi vì cái nội dung của một câu chuyện nó sẽ chiếm đến trên 50%, nó chiếm 50% cái chất lượng của câu chuyện đó. Bao nhiêu anh chị em tham gia cái vào cái phần là gì ạ, nội dung. Đấy, lên kịch bản, lên ý tưởng kịch bản, được chưa ạ? Rồi, ok không ạ? Nha, thì với những anh chị em mà nhận cái vị trí mà nội dung này, thì anh chị em chúng ta lưu ý này, làm về lịch sử rất khó, không hề dễ một tí nào. Làm đúng cũng bị chửi, làm sai cũng bị chửi. Vì sao ạ? Hơi lệch một tí thôi cũng bị chửi và sẽ có rất nhiều người soi, rất nhiều người ném đá, đúng không ạ? Vì vậy là Huy đề nghị anh chị em chúng ta là gì ạ? Chỉ lấy cái bối cảnh lịch sử thôi, sau đó là chúng ta bịa ra những cái câu chuyện của những người sống trong thời kỳ đó. Có thể anh chị em đưa vào những cái nhân vật lịch sử có thật, ví dụ như là đại tướng, rồi là các cái trung tá, trung tướng mà nổi tiếng đấy, đúng không ạ? Có thể là chúng ta dựa trên những cái tài liệu lịch sử mà có rõ nguồn, được chưa ạ? Ví dụ tôi lấy từ cái tài liệu lịch sử này và rất là uy tín và đã được chứng minh là dạng là chính xác, được chưa? Thì nếu như mà có ai đó hỏi thì tôi nói lịch sử này, đây tôi nói câu chuyện này, cái người này là trung tá này, hay là trung tướng này, hay là thiếu úy này, thì nó phải đúng, đúng không ạ? Không thể sai được, đúng không ạ? Thì mình phải có cái gì ạ? Có nói có sách mách phải có chứng, thì mình phải tổng hợp lại những cái gì ạ? Những cái bằng chứng để chứng minh, mình giải trình cho ban biên tập đã nhé, mình giải trình cho ban biên tập để ban biên tập ok đã, được không ạ? Sau đó thì bắt đầu mới nói về cái việc bên ngoài, nếu mà người bên ngoài họ thắc mắc thì ban biên tập có nói đây nha, tôi có bằng chứng rõ ràng nha, tôi dựa trên cái tài liệu này, và tài liệu này nó phải tài liệu là gì ạ? Chính thống, đã được các sử gia hoặc các chuyên gia đầu ngành họ đã xét duyệt in ấn rồi thế này thế kia, đấy ạ. Anh chị em biết là có những cái thông tin lịch sử đấy, có cái thông tin lịch sử, ví dụ như này, mình nói ví dụ như là cái người mà viết cái đoạn mà lời thoại, cái lời mà đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh ấy, đấy, thì cái người mà viết cái lời thoại đó thì ban đầu là gì ạ, là 30 năm đầu là lịch sử, sách sử đều nói rằng là gì ạ? Là anh Thể là người viết cái đoạn để mà Tổng thống Dương Văn Minh đọc. Nhưng mà sau đó thì sao ạ? Sau đó 30 năm sau lật lại để mà chỉnh lý lại thì phát hiện ra rằng là cái này là không đúng, mà lại do là gì ạ? Là anh Bùi Văn Tùng. Đấy, là anh gì ạ? Là ủy viên chính trị ở khu vực đó, là anh ấy viết. Đó, và tranh cãi nhau nảy lửa luôn, các nhà chính trị, các nhà sử học tranh cãi nhau nảy lửa luôn, 30 năm sau mới chỉnh lý lại về mặt gọi là sự thật lịch sử. Thì ở đây Huy chỉ chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ, là có những cái gọi là văn kiện thì 30 năm trước nếu mà mình lấy cái lịch sử in ra sách rồi nhá thì nó đúng, nhưng mà 30 năm sau nó đã thay đổi,
tức là dạ mình phải lấy những cái lịch sử mà nó có giá trị, nó phải là đúng, nó phải đúng với cả cái hiện tại, được chưa? Và được các cái nhà sử học, các chuyên gia đầu hàng đầu Việt Nam họ công nhận, và chúng ta cùng nhau soi xét và thấy ok, nghe được, đúng không ạ? Cho nên là cái phần ý tưởng này là cái phần quan trọng nhất. Đấy, và phần ý tưởng này thì Huy dành cho anh chị em chúng ta là từ hôm nay cho đến chiều thứ sáu, được chưa? Đến chiều thứ sáu là chúng ta sẽ họp lại và chúng ta sẽ cùng bàn nhau ý tưởng. Nhưng không chỉ là đến chiều thứ sáu mà chúng ta liên tục có ý tưởng gì là chúng ta phải bàn và chia sẻ luôn ở trong nhóm Zalo, đúng không ạ? Nha, bàn và chia sẻ luôn trong nhóm Zalo. Rồi tiếp tục đó là gì ạ? Là đến cái phần thứ hai nó chiếm khoảng độ 30%. Đó là gì ạ? Lên ý tưởng về các cái nhân vật, hình vẽ và các cái lớp nhân vật. Ví dụ nhân vật thì nó có khoảng độ 10 nhân vật đi, 10 nhân vật khác nhau thì chúng ta phải chuẩn bị những cái động tác, những hình ảnh, hình dáng của từng nhân vật một. Được chưa ạ? Ngoài ra những cái gì ạ? Bối cảnh, có những nhân vật chính, nhân vật phụ và bối cảnh, được chưa ạ? Đó, thì chúng ta phải chuẩn bị trước dựa trên cái gì ạ? Dựa trên cái kịch bản mà đã chốt ở bên trên. Tức là thứ sáu này là chốt kịch bản nha anh chị em nha. Thứ sáu này chúng ta sẽ chốt kịch bản. Sau đó sẽ chuyển sang những cái người mà phụ trách vẽ. Thì cho Huy Sơn hỏi bao nhiêu anh chị em sẽ nhận cái vị trí là vẽ các cái nhân vật chính, nhân vật phụ và bối cảnh. Chúng ta sẽ làm như này nha, chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ độc lập. Tức là gì ạ? Mỗi người bảo tôi vẽ được để tôi vẽ. Ông kia mà tôi vẽ được để tôi vẽ. Thế các ông cứ vẽ đi. Bây giờ kịch bản tôi chốt như này rồi. Bây giờ ông cứ theo kịch bản đấy ông vẽ đi, mà ông có thể sáng tác thêm kịch bản nữa thì càng tốt. Tức là dựa trên kịch bản đó ông vẽ, sau đó là ông thêm thắt vào kịch bản này. Bởi vì lúc mà vẽ thì chúng ta có cái mạch truyện, được không ạ? Thì lúc đấy chúng ta thêm thắt vào cũng được, không sao, đúng không ạ? Cái kịch bản nó chỉ mang tính chất là gì ạ? Cái sườn, cái xương để tham khảo thôi. Còn chúng ta đắp thịt vào thì lúc đấy chúng ta phải gì ạ? Phải điều chỉnh lại một chút, hoàn toàn ok, đúng không ạ? Anh chị em nào nhận cái phần vẽ thì comment nó xuống, comment xuống vào phần vẽ được không ạ? Comment xuống phần vẽ, ok không ạ? Nha. Thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ làm độc lập. Cái phần vẽ này chúng ta làm độc lập, tức là dạo, bởi vì mỗi người sẽ vẽ theo một cái phong cách khác nhau, nhưng chúng ta sẽ thống nhất cái phong cách, đó là phong cách lịch sử, phong cách hoạt hình, hoạt họa, được không ạ? Đấy. Phong cách truyện tranh, được chưa ạ? Đó. Màu hay là đen trắng cũng được, không quan trọng nha. Cái quan trọng nhất đó là mỗi người sẽ tạo ra một cái dạng lớp nhân vật của mình, một cái lớp hình ảnh của mình, đúng không ạ? Nếu như anh chị em nào mà không giỏi, chưa giỏi trong cái việc vẽ thì làm sao ạ? À, chúng ta sẽ làm cái việc này, đó là chúng ta sẽ lập những cái nhóm nhỏ để mà chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, được chưa ạ? Bởi vì có thể có những người không làm được. Thì từ giờ đến thứ sáu thì Huy có cái chương trình đào tạo vẽ tranh là thứ ba. Đấy, thì anh chị em nào mà chưa giỏi vẽ thì có thể tham gia vào cái lớp thứ ba đó để mà chúng ta biết cách vẽ, đúng không ạ? Huy sẽ hướng dẫn anh chị em ở trong cái lớp đó nha. Rồi tiếp theo nữa là cái phần ghép bài. À, bây giờ sau khi mà vẽ xong rồi thì anh chị em chúng ta ghép bài. Ghép bài thì chúng ta có thể sử dụng Canva để mà ghép, đúng không ạ? Hoặc là các cái phần mềm khác tùy. Có những anh chị em ở đây là họa sĩ, Huy biết có những anh chị em ở đây là họa sĩ đã từng sản xuất hàng chục, hàng trăm cuốn truyện tranh rồi, thì anh chị em chúng ta sẽ ghép bài bằng phần mềm nào đó tùy chúng ta, được không ạ? Đó, và chúng ta cũng sẽ nộp bài, nộp phần chia sẻ, ok không ạ? Nhá. Và ngay cả những anh chị em mà vẽ tranh, chúng ta vẽ ra rồi, sử dụng Midjourney vẽ rồi, nhưng chúng ta không biết ghép như nào, chúng ta sẽ tổng hợp tất cả các tài liệu của mình, được chưa ạ? Gửi lên nhóm và sau đó chúng ta tìm những cái người mà nhận vị trí là ghép, và những người đấy sẽ hỗ trợ chúng ta. Tức là chúng ta tự tìm những cái người để mà gì ạ? Để mà tạo nhóm với nhau. Đấy. Ngoài ra những người không biết thì sao ạ? Không biết thì vào nhóm Huy, Huy đào tạo. Huy sẽ có chương trình đào tạo, ví dụ như là thứ ba có thể sẽ có thêm cái chương trình đào tạo thứ tư, thứ năm để mà giúp anh chị em nâng cao nữa, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái lớp đấy của Huy là lớp lớp cố định hàng tuần rồi, và lớp đấy là lớp học có phí anh chị em nhé, anh chị em cân nhắc cái điều này. Rồi cái thứ ba, cái người, cái vị trí thứ tư nữa ở trong cái này đó là gì ạ? Vị trí kiểm tra chỉnh sửa. Huy cần những cái người mà có cái hiểu biết về lịch sử, đúng không ạ? Và có những người mà kiểu như là nhà phê bình văn học ấy, là mình chỉ ngồi soi thôi,
bao nhiêu anh chị em muốn là ở vị trí là chỉ có ngồi đọc xong đầu soi là lỗi chính tả này, cái này là không đúng này, cái này sai này, lịch sử như này không đúng này, lời văn như này là chưa được này, bối cảnh như này là không khớp này, cái này đúng cái này sai, ok không ạ? Thì bao nhiêu anh chị em vào vị trí là diện là thánh soi thì comment là vị trí số 4 được không ạ? Rồi anh chị em nào muốn tham gia vị trí số 4 là vị trí kiểm tra chỉnh sửa đúng không ạ? Vị trí này rất quan trọng anh chị em nhé. Và khi mà từ cái phần nội dung nhá, anh chị em nhớ này, từ cái phần nội dung chúng ta gửi lên trên nhóm là tất cả anh chị em chúng ta sẽ cùng nhảy vào để mà soi. Anh chị em nhớ này, mình đưa ra một kịch bản cả đội vào soi được chưa nhá, mình đưa một kịch bản cả đội soi luôn đấy, ok không ạ? Ok nhá. Rồi soi, càng soi thì làm sao ạ? Càng soi nhiều thì chúng ta tạo ra kịch bản càng hay, đúng không ạ? Nhá, kịch bản càng chất lượng và càng phù hợp với số đông. Bởi vì chúng ta xác định này, sau này chúng ta sản xuất chuyện xong ấy, chúng ta thấy rất hay, nhưng mà gì ạ, sản xuất ra chúng ta đưa lên cộng đồng thì làm sao ạ? Rất nhiều ý kiến khác nhau, cho nên ở đây nó là một cộng đồng nhỏ, chúng ta vượt qua được cái cộng đồng nhỏ này đi, khoảng 40 người này đi, 40 người này mà chúng ta chinh phục được khoảng độ 80% thì là ngon, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chỉ chinh phục được 20% thôi thì chúng ta rất hay đấy, chúng ta thấy, bản thân mình thấy rất hay, nhưng mà gì ạ, chỉ có 20% đồng ý thôi, 30% đồng ý thôi, tức là gì ạ, tức là nó không hay. Bao nhiêu anh chị em đồng ý với điều này ạ? Mình thấy rất hay nhưng mà cộng đồng người ta không thấy hay thì cuối cùng nó là hay hay không hay ạ? Hello, nó là quan điểm của mỗi người thôi, nhưng ở đây ấy, nó chính là một cái cộng đồng nhỏ, được chưa? Nếu như mà cái cộng đồng họ không đón nhận mà họ không thấy hay thì mình có thấy hay là quan điểm của mình cá nhân, ok, mình giữ quan điểm của mình thôi. Nhưng mà ở đây là mình làm cái dự án vì cộng đồng, cho nên là mình phải hướng cái tư duy ra cộng đồng, phục vụ cộng đồng để cho cộng đồng họ thấy hay là được. Thì mình phải phục vụ ai, mình biết phục vụ ai, đúng không ạ? Chứ mà mình viết xong rồi mình để mình đọc, một mình đọc thì nó không có ý nghĩa, ok không ạ? Nhá. Rồi, tiếp theo là cái vị trí số 5. Cái vị trí số 5 đó là vị trí về marketing và truyền thông. Thế thì cái vị trí số 5 này cũng rất là quan trọng. Bởi vì sao ạ? Là Huy cần kết nối với cả các cái bên báo chí. Bao nhiêu anh chị em chúng ta có mối quan hệ liên quan đến báo chí mà chúng ta có thể sử dụng được để mà truyền thông, để mà viral được cái dự án này, được chưa ạ? Đầu tiên là chúng ta đánh động với họ, chúng ta bảo là bây giờ tôi đang tham gia cái dự án mà có thể viết truyện tranh về 30/4, được chưa? Và cái quá trình nó diễn ra là như này, như này, như này, được không? Mình sẽ ghi nhận lại cái quá trình làm việc của mình. Đấy, đến lúc mà ra được tác phẩm thì mình gửi cho các bên báo chí đấy để họ đọc, nếu mà họ đọc họ thích thì họ đăng tin, họ không thì thôi không sao. Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em nhận vị trí số 5 thì comment là gì ạ? Marketing và truyền thông ạ. Đây là vị trí quan trọng vô cùng luôn, bởi vì nếu như mà chúng ta làm ra mà không có người đọc, chúng ta làm ra mà không có ai xem thì làm sao ạ? Thì nó vô nghĩa. Mặc dù là chúng ta có thể là gì ạ? Là có tâm rất là tốt, nhưng mà không có người đọc, không có độc giả, không có ai quan tâm, không có ai truyền thông thì cũng vứt. Mà chúng ta lại bỏ tiền ra để chạy quảng cáo thì không được. Ở đây là dự án vì cộng đồng mà, đúng không ạ? Rồi, bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày nay là chúng ta có mối quan hệ bên ngoài, chúng ta gì ạ? Là nhận vị trí này, được chưa ạ? Ngoài ra nhá, thì tất cả chúng ta đều là người marketing và truyền thông. Chúng ta truyền thông đi đâu ạ? À, chúng ta truyền thông vào những cái nhóm cộng đồng nhỏ, chúng ta truyền thông cho những người bạn của chúng ta, truyền thông lên mạng xã hội. Tất cả chúng ta đều có mạng xã hội, đúng không ạ? Đều có tài khoản Facebook, tài khoản Zalo, đều có tài khoản TikTok hoặc tài khoản YouTube hoặc Instagram, đúng không ạ? Thì chúng ta có những tài khoản nào, chúng ta có những cộng đồng nào, chúng ta có cái nhóm nào thì chúng ta chia sẻ ở đó, đúng không ạ? Bởi vì đây là dự án phi lợi nhuận vì cộng đồng, không có giá, không có có lợi nhuận lợi ích gì ở đây hết, được chưa? Và tất cả chúng ta đều là người truyền thông. Bao nhiêu anh chị em chúng ta gì ạ? Nhận là truyền thông ở trong cái nhóm nhỏ của mình, trong cái mối quan hệ nhỏ của mình thì comment số 5 được không ạ? Ok không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em thấy rằng đây là một dự án rất là nghiêm túc và rất là nhân văn, rất là giá trị thì vui lòng comment số 5 luôn. Đúng không ạ? Một cái dự án mà giúp cho những người trẻ, những người chưa hiểu nhiều về lịch sử, chưa hiểu về cái ý nghĩa của ngày 30 tháng 4, họ có thể hiểu hơn thì chúng ta cần phải lan tỏa nó đi chứ ạ. Đúng không ạ? Cần phải lan tỏa nó đi càng nhiều càng tốt, thậm chí là gì ạ? Mình còn bảo bạn bè mình chia sẻ tiếp chứ.
đúng không anh chị em nhá? Ok đấy. Và trong cái truyện tranh đó thì nó có ghi tên các cái tác giả, cái điều đấy hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Cho nên các tác giả đấy họ được truyền thông đấy là chuyện bình thường, không có vấn đề gì anh chị em nhé, đúng không ạ? Chúng ta thấy đọc một cuốn truyện hay thì chúng ta chia sẻ cho bạn bè mình nó rất bình thường, và họ đọc thì họ biết được cái người đó là tác giả vẽ ra đấy, là cái công lao của họ, là chất xám của họ, đúng không anh chị em? Đó thì chúng ta sẽ ghi nhận những cái người tác giả, những người đồng tác giả. Anh chị em chỉ cần tham gia vào một trong các cái vị trí này, một trong năm vị trí này thôi là chúng ta được gì ạ? Được tham gia vào cái vị trí là đồng tác giả. Nhưng Huy nói anh chị em biết này gì ạ? Là Học viện AI có một cái đội soi rất là kỹ, đó là anh chị em làm với không làm thì sẽ được chấm điểm. Đấy anh chị em nhé, anh chị em làm nhiệt tình sẽ được chấm điểm, sẽ có một đội để chấm điểm cho anh chị em. Đấy, anh chị em là có đóng góp thì sẽ được gì ạ? Sẽ được ghi nhận, còn không có đóng góp thì sẽ không được ghi nhận nhá. Ok không ạ? Rồi tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ làm việc ở đâu, chúng ta sẽ họp online. Đấy, chúng ta truyền thông trên mạng xã hội, báo chí và các cái phương tiện truyền thông khác nếu có, đúng chưa? Và chúng ta phân phối thì chúng ta có hai cái đấy, một là phân phối bản PDF online đấy, hoặc là bản bản sách lật đấy, như vừa rồi Huy chia sẻ cho anh chị em cái quyển sách lật đấy, sách lật giống như là quyển truyện của Huy á. Đấy, ví dụ như là quyển truyện này, sách lật này, thì Huy hướng là anh chị em là dùng cái sách lật này thì nó sẽ rất là hay mà chia sẻ rất là nhanh, được chưa ạ? Rồi thứ ba nữa đó là Huy dự kiến thôi, nó sẽ xin giấy phép xuất bản và in, nhưng mà Huy sợ rằng ấy là nó không kịp, cho nên là cái này thì cũng đang cần cái sự hỗ trợ của những anh chị em nào mà có kinh nghiệm, được chưa ạ? Nhá. Rồi thế thì chúng ta sẽ hoàn thành khi nào, những cái deadline công việc như nào? Thì thứ nhất đó là cái việc mà truyền thông thì chúng ta phải làm liên tục từ bây giờ đến 30 tháng 4. Làm liên tục anh chị em, không phải đến lúc mà ra chuyện thì mới truyền thông, mà mình phải truyền thông trước. Truyền thông trước nó có hai cái điểm. Thứ nhất, truyền thông trước thì sao ạ? Mình lỡ há miệng là mình tham gia dự án rồi, lỡ mình truyền thông rồi, bây giờ mà không ra kết quả làm sao ạ? Thì nhục. Và khi mà mình thấy nhục ấy thì bắt đầu mình phải gì ạ? Thức đêm thức hôm mày mò nghiên cứu để gì ạ? Để ra được kết quả. Được chưa ạ? Cho nên mình truyền thông càng sớm thì mình càng có gì ạ? Áp lực, càng có một cái gì ạ? Cái động lực để mà mình gì ạ? Hoàn thành. Cái thứ hai đó là gì ạ? Một cái deadline rất lớn mà Huy mong muốn đó là 17 tháng 4 ít nhất là chúng ta phải ra được một cái gì ạ? Tác phẩm. Bất kể là hay hay không hay, đúng hay không đúng, đẹp hay không đẹp, nhưng ít nhất 17 tháng 4 phải ra được một tác phẩm. Bao nhiêu anh chị em tự tin rằng là một tác phẩm thì đơn giản, comment là tôi đúng không ạ? Một tác phẩm thì giờ hai tuần nữa thì đơn giản. Một mình Huy thì cũng có thể là ra được một tác phẩm. Nói thật với anh chị em, nếu mà không có anh chị em, một mình Huy cũng có thể tạo ra được một tác phẩm. Nếu mà không ai tham gia, một mình Huy cũng chắc chắn cũng ra được một tác phẩm. Hay hay không chưa biết, được chưa ạ? Đấy. Nhưng mà ở đây chúng ta là một dự án vì cộng đồng, nên chúng ta gì ạ? Chẳng lý do gì mà chúng ta không tận dụng cái sức mạnh cộng đồng, đúng không ạ? Nhá. Rồi, chúng ta tin tưởng, bao nhiêu anh chị em tin tưởng, bao nhiêu anh chị em là gì ạ? Vừa rồi comment số 5 ấy, là phụ trách truyền thông ấy, là chúng ta tin rằng là gì ạ? Với đội ngũ này, 40 người này, cộng với cả đội ngũ chuyên gia của Học viện AI, thì kiểu gì mình cũng ít nhất phải có một tác phẩm gọi là ưng ý. Thì comment là tôi, đúng không ạ? Để làm gì ạ? Để anh chị em truyền thông, anh chị em tự tin. Chứ bây giờ mẹ chưa có cái gì cả, bây giờ truyền thông liệu đến lúc đấy nó không có thì làm sao? Đúng không? Mình hớ à? Mình truyền thông mà, úi giời tôi đang tham gia dự án này, úi giời tôi đang có chuyện tranh này về 30 tháng 4, đến lúc đấy là xịt thì pháo xịt thì sao? Thì cuối cùng là xấu hổ, nên là gì ạ? Là vô duyên nhỉ. Nhưng mà ở đây Huy khẳng định với anh chị em nhé, kể cả không có ai tham gia, một mình Huy khẳng định với anh chị em cũng tạo ra được một cuốn truyện, được không ạ? Chơi không ạ? Bao nhiêu anh chị em chơi comment tôi ạ? Chơi ấy. Comment là chơi đi, comment là chơi, chơi đó, chơi. Huy chưa có ý tưởng, chưa bắt đầu vẽ, nhưng mà Huy tin rằng Huy sẽ làm được. Không, trong đầu chưa có một ý tưởng nào cả, chưa có một cái câu chuyện nào cả, nhưng mà Huy tin là Huy làm được. Đấy, đầu tiên mình phải tin vào mình đã, được không ạ? Kể cả anh chị em nào mà chưa biết vẽ, tham gia khóa học của Huy thứ ba, có thể là thứ tư, thứ năm nữa, nếu anh chị em muốn học sâu hơn, được chưa ạ? Thì khẳng định với anh chị em là một mình anh chị em cũng thể tạo ra được. Bởi vì là Huy dạy anh chị em đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ
từ cái việc lên kịch bản cho đến việc mà chuẩn bị về nhân vật, chuẩn bị về dạ à, về về à, bối cảnh, do nó là dạ ghép vào, Huy hướng dẫn anh chị em cả ba bước đấy luôn, được chưa? Một người cũng có thể tạo ra được một cuốn đấy. Và ở đây Huy mong muốn, thực sự là mong muốn đó là gì ạ, mỗi người ở trong cái dự án này tạo ra một một cuốn khác nhau, đấy mới là cái mà kinh khủng anh chị em. Nếu như mà nguyên cái dự án này mà chúng ta tạo ra được khoảng độ 40 cuốn truyện, sau đó chúng đọc, chúng ta lọc ra chứ, chúng ta lọc ra khoảng độ từ 40 cuốn đấy, chúng ta lọc ra 10 cuốn, sau đó chúng tung lên trên mạng, rồi là tung lên báo chí, anh chị em có tưởng tượng không ạ? Là cái tên tuổi của chúng ta, cái dự án tên tuổi của cái dự án chúng ta sẽ lên rất là nhanh, được chưa ạ? Nhá, cái đấy là cái mà nó kinh khủng anh chị em nhé. Rồi đấy là gì ạ, làm gì thì làm đến 17 tháng 4 là phải xong. Còn trong thời gian từ 17 tháng 4 tiếp theo ấy, là anh chị em nào mà có năng lực, có khả năng sáng tác thêm thì cứ sáng tác thêm, sau đó mình bổ sung thêm, được chưa ạ? Rồi tuần 1 thì chúng ta tập trung vào cái gì ạ, tuần 1 chúng ta tập trung vào ý tưởng, nội dung, kịch bản, được chưa ạ? Và deadline đến là gì ạ, đến mùng 10 tháng 4. Và trong đó thì thứ 6 tuần này nó rơi vào là ngày thứ 6 tuần này nó rơi vào mùng 7. Thứ 6 tuần này là mùng 7 tháng 4 thì chúng ta sẽ có một cuộc họp tiếp theo để mà chốt, được chưa ạ? Và muộn nhất là 10 tháng 4 là chúng ta cũng sẽ xong hết những cái ý tưởng, những cái nội dung, những cái kịch bản, đúng không ạ? Và tối mai thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để tạo ra cái kịch bản sơ lược trước, được chưa ạ? Rồi tiếp theo đó là tuần 2 thì chúng ta tập trung toàn công sức vào việc vẽ tranh và biên tập. Kịch bản chiếm 50% anh chị em nhé, và kịch bản cái vẽ tranh và biên tập sẽ chiếm 50%. Vẽ tranh thì chiếm khoảng 30% về chuẩn bị nhân vật, bối cảnh đấy, và biên tập sẽ chiếm khoảng 20%, 20% về thời gian, về công sức. Ok nhé, thì anh chị em hãy comment xuống cái con số là mùng 7 tháng 4, tức là cái deadline thứ 6, chiều thứ 6, đúng không ạ? Chiều thứ 6 comment xuống, nếu anh chị em nào mà thực sự là cam kết và máu tham gia cái dự án gọi là phi lợi nhuận vì cộng đồng này thì comment xuống là mùng 7. Mùng 7 chứ không phải 17 nhá. 17 đấy là kết thúc. 17 là kết thúc ở đây nha. Mình phải thêm cái này. Đấy. Buổi họp tiếp theo là thứ 6 mùng 7 tháng 4. Đấy, nội dung. Nội dung đấy là gì ạ, chốt phương án, ý tưởng, được chưa ạ? Đấy, kịch bản đấy, cho nên là bao nhiêu ý định rồi bao nhiêu ý tưởng anh chị em cứ nung nấu đi, chúng ta có thể chia sẻ trong cái giai đoạn này hoặc không chia sẻ, nhưng mà đến cái hôm đó là chúng ta phải gì ạ, đứng lên trình bày về ý tưởng của mình, ok không ạ? Rồi sau đó thì sẽ có 1-2 ngày cho anh chị em gọi là thánh soi, mình soi, mình chỉnh sửa ABC, mình trao đổi với nhau để chỉnh sửa, được chưa ạ? Rồi từ giờ đến lúc mà mùng 7 tháng 4 là chúng ta phải đưa ra được ý tưởng rồi, được chưa ạ? Và trong cái thời gian này, tại sao Huy cho anh thì thời gian là gì ạ, là 3-4 ngày như vậy, ba ngày như vậy, bởi vì sao ạ? Chúng ta cần phải tìm hiểu về lịch sử nữa. Chúng ta phải mất ít nhất 1 đến 2 ngày tìm hiểu lịch sử, sau đó là mất 1 ngày đến 2 ngày để mà chúng ta lên cái ý tưởng, được chưa ạ? Sau khi lên ý tưởng, chúng ta chốt là phương án làm rồi thì bắt đầu lên cái kịch bản chi tiết, được chưa ạ? Đấy, như vậy là muộn nhất đến mùng 10 tháng 4, tức là khoảng độ là thứ 2 tuần sau. Thứ 2 tuần sau chúng ta lại họp, được không ạ? Là chiều thứ 2 tuần sau chúng ta họp thì lúc đấy là chúng ta đã gì ạ? Chốt buổi thứ mùng 10 tháng 4 là chúng ta phải chốt. Ví dụ là chúng ta sẽ chốt là 3 cái kịch bản hay 5 cái kịch bản, được chưa ạ? Thì lúc đấy là chúng ta chốt nhá, ok không ạ? Và sau đó là chúng ta tập trung để chúng ta vẽ vào các cái việc đấy thôi. Cho nên cái người nào mà phụ trách làm kịch bản ấy thì chúng ta phải làm rất là nhanh, và hầu như là nếu anh chị em làm kịch bản thì anh chị em làm đến mùng 10 tháng 4 là xong rồi, sau đó là chuyển sang cái việc mà cái người vẽ, đúng không ạ? Còn nếu mà anh chị em nhận cái việc mà vừa lên kịch bản vừa vẽ vừa vừa ghép thì làm sao, tức là anh chị em có đủ năng lực để làm cả ba cái yếu tố đó thì anh chị em cứ làm thôi, ok không ạ? Có thể mình không cần trình bày cũng được, hoặc là trình bày để mọi người góp ý, đúng không ạ? Giống như vừa rồi Huy nói, mình thấy rất hay nhưng mình không xin ý kiến mọi người thì có thể là gì ạ? Đến lúc mà mình ra cái câu chuyện thì nó lại không phù hợp với cả cộng đồng thì sao, ok không ạ? Nhá. Rồi thì đó là cái gì ạ? Rồi chút nữa thì Huy sẽ gửi cho anh chị em cái sơ đồ này nhá, để anh chị em
nắm thêm và ấy nhá. Và thêm cái điều nữa này, thêm cái điều nữa này, đó là cái này là cái bên học viện AI yêu cầu, đó là sự cam kết, đó là sự cam kết. Thì bản thân Huy thì Huy cũng không có ý kiến gì, nhưng mà bên học viện AI có yêu cầu đó là gì ạ? Anh chị em nào cam kết để làm gì ạ? Để mà có trách nhiệm, được chưa ạ? Có trách nhiệm, có trách nhiệm thì chúng ta gì ạ? Chúng ta đóng một cái khoản cọc là 2 triệu, đúng không ạ? Đấy. Thì cái 2 triệu này thì chúng ta sẽ được gì ạ? Hoàn trả lại sau khi dự án kết thúc. Tức là sau khi kết thúc nó khoảng độ sau 30 tháng 4, đúng không ạ? Sau sau nghỉ lễ 30 tháng 4 thì chúng ta sẽ được hoàn trả cái đoạn này. Được chưa ạ? Còn cái việc mà thu tiền như thế nào thì Huy cũng không rõ, ban tổ chức bên chỗ thầy Vương mới có đây không, thì thu tiền như nào và xử lý như nào. Ví dụ như là nếu như mà không không hoàn thành được cái vị trí mà mình đã đăng ký thì mình xử lý cái tiền đấy như nào. Đấy, mình chia cho các cái người tham gia dự án, hay là mình dùng để dành từ thiện, hay là mình đến 50% làm việc này, 50% làm việc kia thế nào, thì cái này thì về tiền nong Huy không nắm được. Ok không ạ? Huy chỉ là phụ trách cái phần kỹ thuật thôi anh chị em nhé, phần dự án triển khai dự án và kỹ thuật thôi, còn với phần tiền nong này thì Huy không nắm. Thì không biết là thầy Vương hay là bên ban tổ chức bên chỗ học viện AI có trong phòng Zoom không ạ? Có thể là chia sẻ cái phần này rõ hơn đúng không ạ? Cái phần này Huy cũng chưa nắm được. Ok không ạ? Rồi. Ok, Xin mời thầy Vương rồi có rồi, thể chia cảm sẻ ơn thêm ạ. câu hỏi của thầy Huy. Dạ. Thì cái này thì chúng tôi cần những con người cam kết để chúng ta cùng có kết quả cùng nhau. Nghĩa là chúng tôi quan trọng là các chị chúng ta tham gia thì chúng ta phải cùng nhau cống hiến và cùng nhau ra kết quả. Tôi tin rằng thì đây cũng là mong muốn của mọi người. Chúng ta tham một dự tham gia một dự án nó không phải chỉ vui vui để chúng ta để tham gia, không phải để nhìn, không phải để xem thêm một người khác làm. Và chúng ta tham gia một dự án là để chúng ta được dấn thân, để chúng ta được phát triển bản thân và để chúng ta có những kỹ năng mới. Thì trong cái dự án này, khi chị trải qua dự án này, chúng ta được học rất nhiều kỹ năng mới, đó là kỹ năng mà chúng ta có thể sử dụng ChatGPT hiệu quả hơn, cái kỹ năng mà chúng ta sử dụng vẽ tranh hoàn hảo hơn. Một khi chị học xong cái dự án này thôi, làm được cùng với chúng tôi thôi, thì chị đã trưởng thành rất nhiều trong cái mảng này rồi. Thì cái phí 2 triệu là cái phí bắt buộc cam kết với những người muốn tham gia. Và nếu anh chị mà chúng ta không hoàn thành được cái deadline mà ban dự án yêu cầu ấy, thì cái quỹ này học viện sẽ giữ lại để phục vụ những cái việc nghiên cứu cũng như là hỗ trợ team dự án công an tới. Vì dự án này chúng tôi làm không phải chỉ đến mỗi 34, mà sau 34 thì chúng tôi vẫn còn phát triển những dự án liên quan đến mảng truyện tranh tiếp theo, thì sẽ tiếp tục phục vụ cho được dự án này nhé. Thì trao đổi lại để anh Huy và anh chị em nắm được được chưa ạ? Ok, cảm ơn thầy Cao Vương. Đấy. Như vậy là cái phần này thì học viện sẽ có cái gọi là kế hoạch xử lý. Anh chị em không cần quan tâm cái việc đó, được không ạ? Chỉ có biết là như này, chúng ta nhận nhiệm vụ, ví dụ như này nhé. Ví dụ như này. Chúng ta sẽ có một cái form đăng ký, cái file đăng ký. Ví dụ như là chúng ta đăng ký là chúng ta làm phần nội dung. Thì đến mùng 10 tháng 4 là chúng ta phải ra được một kịch bản. Được chưa ạ? Chúng ta phải ra được một cái kịch bản, nó gọi là dạng là tương đối. Chỉ cần chúng ta ra được cái kịch bản mà được mọi người duyệt thôi. Đấy, thì là chúng ta sẽ được dạng coi như là hoàn thành cái nhiệm vụ. Còn nếu mà kịch bản của mình mà sơ sược, sơ sài, đối phó mà mọi người không đồng ý, không duyệt thì có hai phương án. Phương án thứ nhất đó là mình làm lại. Ok không ạ? Phương án đó mình làm lại thật nhanh. Phương án thứ hai thế là gì ạ? Là coi như là mình không hoàn thành nhiệm vụ, đúng không ạ? Phần vẽ tranh cũng vậy, anh chị em nhận vị trí phần vẽ tranh thì chúng ta gì ạ? Chúng ta ra được cái phần nhân vật này, nhân vật chính, nhân vật phụ, là bối cảnh này, được chưa ạ? Và được hội đồng xét duyệt là thấy ok, cộng với mọi người cảm thấy là ok, tức là có một cái hội đồng xét duyệt đó, thì trong đó sẽ có một số chuyên gia đầu ngành, được chưa ạ? Ngoài ra thì ý kiến của số đông của cả nhóm, được ạ, cả nhóm, và cả nhóm đồng ý thì là ok. Còn chuyên gia không đồng ý mà cả nhóm đồng ý thì vẫn ok, được không anh chị em nhé? Đấy, nhưng mà cả nhóm không đồng ý, chuyên gia không đồng ý thì là coi như là không ok, thì như vậy là chúng ta không hoàn thành. Ok không ạ? Nhá.
Thì cái này nó chỉ là rất là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Và cái phần thứ ba cũng vậy, cái phần thứ ba đấy là phần ghép bài. Phần ghép bài bây giờ tôi đưa cho anh kịch bản rồi, đưa cho anh hình ảnh rồi đấy, và ghép bài thì cái việc ghép bài anh phải chủ động, tức là nó thiếu cái này thiếu cái kia thì anh phải chủ động, đúng chưa? Và chủ động liên hệ, chủ động làm, và cuối cùng cái người ghép bài nó phải ra được một cuốn truyện tranh hoàn chỉnh, đúng chưa? Ghép bài chỉnh sửa và ra cuốn truyện tranh hoàn chỉnh. Tất nhiên trong quá trình đấy thì mình có sự gì ạ, mình có sự trao đổi giao lưu và chia sẻ đấy, và chỉnh sửa, chứ không phải là bùng phát là anh bị loại luôn nhé. Mình có cả cái thời gian từ giờ đến 17 tháng 4, được chưa ạ? Không đẹp theo yêu cầu nhưng mà cứ theo số đông thôi, nếu mà số đông đồng ý thì là ok, còn nếu mà dạ không đồng ý thì là không được. Ok nhé chị Phương nhé. Đó thì đấy là cái cách để mà mình duyệt xem là cái người nào là thực sự là có tâm huyết, còn người nào thì chỉ làm chơi chơi cho vui. Đó, thì nó làm ảnh hưởng đến đến tiến độ của dự án. Ví dụ mình nhận rồi mà mình không hoàn thành thì có thể là dự án nó sẽ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Mọi người cứ đinh ninh là mình sẽ đến ngày đấy là mình sẽ ra được kịch bản, nhưng mình không ra mình bảo ui tôi bận lắm, thế thì làm sao, thế là mọi người nó sẽ bị hụt hẫng đó. Rồi cái phần thứ ba là cái phần truyền thông cũng vậy. Những anh chị em nào nhận vị trí là truyền thông thì mình phải liên tục truyền thông, liên tục phải có những cái gì ạ, những cái bài chia sẻ. Và cái người nào đó, cái người nào mà mọi người tự đưa ra ý kiến, mọi người tự bàn, đó là anh này không hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì sao ạ? Chỗ này là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bàn, mà chúng ta đều là những người rất là nghiêm túc, những người cam kết, đúng không ạ? Những anh chị em nào cam kết sẽ được đưa vào một cái nhóm riêng để mà gì ạ? Để mà bàn bạc với nhau. Cái nhóm mà Huy lập mà hiện nay nó lên khoảng độ 50 người á, thì cái nhóm đấy là cái nhóm để mà anh chị em chúng ta tìm hiểu thôi. Còn anh chị em nào mà gì ạ? Đóng cái chi phí cam kết ấy, thì chúng ta vào cái nhóm riêng. Như vậy là chúng ta yên tâm là cái kịch bản chúng ta nó không bị lộ ra ngoài. Bởi vì trong nhóm đấy là có sự kiểm soát rồi. Chứ bây giờ mình làm trong kịch bản, trong các ông ở bên ngoài chẳng biết ở đâu, các ông tuồn ra ngoài, các ông lấy kịch bản, các ông làm cái khác thì làm sao, đúng không? Tức là mình ở đây nó là cái chất xám của mình vẫn muốn là được bảo vệ, mình vẫn muốn là mình được lưu danh, mình vẫn muốn là mình được ghi tên chứ, đúng không ạ? Thế bây giờ là mình chẳng biết ai với ai cả, thế bây giờ trong cái nhóm đấy mình đưa vào đấy thì nó mất thì làm sao, đúng không ạ? Không kiểm soát được. Ok không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là cái việc mà chúng ta làm việc một cái đội mà có sự cam kết thì mình thích hơn đấy, những người xung quanh mình đều là những người cam kết thì mình thích hơn, thì comment nữa là thích hơn, đúng không ạ? Mình cứ để ý, mình cứ tưởng tượng, nếu như mà những người xung quanh mình toàn những người mà chẳng cam kết gì cả, cứ ở trong đấy cho vui thôi, xem bọn mày làm thế nào thôi, thì anh chị em nghĩ xem ạ. Mình làm xong rồi mình đưa lên, chẳng thằng nào comment, chẳng thằng nào trả lời, chẳng thằng nào có trách nhiệm cả, thì anh chị em nghĩ xem là mình còn cảm hứng để sáng tác, để cảm hứng để mà anh làm không, đúng không ạ? Bây giờ đưa lên phải có thằng nó ồ được cái này, được cái này, không được này, đúng không ạ? Có thằng phản ứng phản hồi chứ, bây giờ chẳng thằng nào có ý kiến gì cả, chán luôn, chẳng còn làm, mất năng lượng luôn, đúng không ạ? Đấy rồi, nhóm cam kết thì anh chị em cứ chuyển khoản theo cái số bao nhiêu đấy, thầy Vương, hay là có bạn nào bên ban tổ chức gửi cái form, hay là có cái số chuyển khoản đấy, anh chị em gửi cái số tài khoản của học viện đi, thầy Vương nhỉ, có số tài khoản học viện thầy gửi cho anh chị em chuyển khoản thì nó dễ hơn, xong gửi cái bill vào để mình gọi là ghi nhận. Ở đây thì không có bạn Mai Phương nhỉ, Mai Phương không có vào họp nhỉ. Thế Phạm Hằng ghi nhận những người chuyển khoản giúp anh nhé. Ok nhé, đấy thì đấy là cái mà Huy thấy rằng là rất là yên tâm, và Huy cũng thích làm việc một cái đội mà nó nghiêm túc như vậy. Đấy, bên dưới này có cái gọi là cái số tài khoản của công ty cổ phần đào tạo học viện AI nhé. Đây là công ty anh chị em nhé. Đấy, nó không phải là cá nhân. Đây là tài khoản của học viện luôn, anh chị em yên tâm nhé. Tài khoản của học viện luôn, không phải tài khoản cá nhân, anh chị em hoàn toàn yên tâm để chuyển khoản theo cái số này. Đấy chứ? Lúc nãy có một cái bạn nào chuyển theo cái số tài khoản của Huy ấy, thì Huy sẽ giúp chị là chuyển vào tài khoản này cho chị yên tâm nhé. Đấy, cái này Huy nói rồi, đây là dự án là phi lợi nhuận vì cộng đồng, và Huy không có gì ạ, liên quan gì đến tiền bạc hết. Tiền bạc mà có một đội khác phụ trách, Huy chỉ giúp cái đội đấy gọi là chia sẻ cái ấy thôi. Chứ còn đáng ra là cái đội ban tổ chức bên Học viện AI là phải phụ trách cái phần này. Nhưng mà hôm nay thì không thấy
xuất hiện ở đây thì Huy thay họ thông báo thôi, đúng không ạ? Nhá. Đấy, thì anh chị em đồng ý cái quan điểm đấy là Huy chỉ tập trung vào việc là tạo ra cái sản phẩm thôi. Còn những cái khác thì anh chị em vui lòng là gì ạ? Liên hệ với ban tổ chức bên Học viện AI, thì ở đây thì Huy có bạn Phạm Hằng gọi là hỗ trợ thôi, hỗ trợ cho cái phần đấy thôi. Chứ còn người phụ trách chính thì lại chưa thấy đây. Đấy. Không biết là bên chỗ người phụ trách về tài chính là ai nhỉ, thầy Vương nhỉ? Hiện tại anh đã gửi số điện thoại cho Hằng Phạm nhé, Hằng Phạm cứ gửi lên cho mọi người. Và sau đó thì chị Phương chị sẽ liệt kê lại danh sách và báo lại người sau nhé. Dạ vâng, em gửi ở trên mục chat rồi ạ, cả nhà chuyển tiền là ghi nội dung là tên của mình gạch ngang số điện thoại và cam kết dự án ạ. Đây là cái tài khoản cá nhân của thầy Cao Vương à? Là gửi vào tài khoản học viện hay tài khoản cá nhân ạ? Đây là cái tài khoản mà của học viện dùng đứng tên cá nhân, bởi vì sau này anh sẽ hoàn tiền lại cho hầu hết mọi người nên sẽ không tiện khi dùng học viện, À dùng cá đúng rồi. nhân này sau này hoàn tiền lại cho mọi người trước tiện. Đúng 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 đúng. Tức là cái này là đi qua học viện thì nó lại liên quan đến doanh thu thu nhập của học viện ấy, lúc sau báo cáo nó lại lẫn nó khó. Rồi anh chị Sau em này là chuyển lại cho anh chị mà. cái này thì anh chị em chuyển tài khoản cá nhân nhé. Cái này có thầy Vương đứng ra nhận rồi, yên tâm rồi. Rồi, Phạm Hằng cũng đã gửi vào trong nhóm Zalo anh chị em nha. Anh chị em ở trong nhóm Zalo cũng sẽ nhận được nha. Ok. Đấy, thì đấy là cái nội dung. Thì bao nhiêu anh chị em thấy rằng là chúng ta tham gia vào một cái dự án này cảm thấy rằng là rất là chuyên nghiệp này, rất là hào hứng và cũng rất là gọi là căng thẳng, không biết là mình sẽ làm như nào, không biết mình có làm có tốt không, thì anh chị em có thể là bật mic lên để chia sẻ đôi lời đúng không ạ? Vì rất là muốn bởi vì trong cái form đăng ký của một số anh chị em ấy thì Vi thấy rất nhiều anh chị em tâm huyết này, hào hứng này, rồi là tin tưởng này, rồi là thích thú này, cảm thấy thú vị này, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta có cơ hội cho ba anh chị em thôi, bởi vì Vi mong muốn là đến đúng 3:30 là kết thúc. Huy thông báo là từ 2 giờ cho đến 3:30. Huy mong muốn là đúng 3:30 là chúng ta kết thúc Zoom, chúng ta không họp kéo dài, đúng không ạ? Cho nên là Huy mong muốn có ba anh chị em giơ tay thật nhanh, bấm vào cái nút mà giơ tay xin phát biểu ấy, đây cái nút này này, right hand này. Đấy, thì ba anh chị em mà giơ tay thật nhanh, muốn gọi là chia sẻ cái cảm nhận gì đó, đấy, hoặc là góp ý gì đó cũng được, thì anh chị em giơ tay lên giống như anh Bùi Duy Hoàng cái kìa, thật nhanh nhé, có ba vị trí rồi. Anh chị em thật nhanh comment giơ tay, nếu không thì sẽ không có thời gian đâu. Ok không ạ? Đầu tiên là xin mời anh Bùi Duy Hoàng ạ. Ừ, xin chào thầy Vương, chào thầy Huy, chào bạn Phạm Hằng thì và tất cả mọi người trong Zoom. Thì dự án này lúc đầu thì mình cũng định tham gia với cái tính cách là để mình luyện tay nghề thôi, nhưng mà càng vào sau thì thấy cái quy mô của nó, mình thấy rằng là rõ ràng là cái ý nghĩa nó sẽ vượt rất là xa so với cái dự kiến ban đầu. Thì mình cũng hơi lo một tí, mà không biết là thời gian ngắn như vậy thì cái chất lượng nó ra thế nào. Mình thì có lẽ là nó là không già, chưa già, nhưng mà cái tuổi nó cũng hơi nhiều nhiều, thì mình hay có cái phản biện, nó có cái đoạn phía sau á, thì Huy Dạ. có nghĩa mình vẫn đang lo đến cái đoạn là cái quy luật về mà thao cua mà. Bao giờ khi một cái dự án thì cũng sẽ có 1/3 là sẽ là rất là hào hứng tham gia ủng hộ, 1/3 kia thì không ít gì cả, Đúng rồi. nhưng mình đang lo cái 1/3 còn lại, tức là nó cứ lôi nó kéo nó níu mình xuống. Thì cái trách nhiệm của mọi người chúng ta là phải làm sao để chúng ta đối phó với cái 1/3 còn lại, có nghĩa là chúng ta phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Và nếu giả sử nhà hàng mà đăng ký vào cái nhóm 4 á, thì cũng rất mong muốn là có một số người chúng ta cũng có một cái tâm huyết nhỏ giống như vậy. Thì giống như thầy Huy nói là thánh soi, mình soi để cho cái công việc của mình nó hoàn thành tốt nhất, thì cũng nên soi, và phải soi thật kỹ, bởi vì nếu mình soi càng kỹ thì cái 1/3 còn lại ở phía bên ngoài đó họ sẽ có ít có cái khuyết điểm để họ họ họ, họ phản bác mình hơn. Mà thật sự thì đến đây bây giờ thì cảm thấy hơi hồi hộp rồi, bởi vì nó mang cái trách không là vẫn làm chứ không phải là nó lên bàn nhiệm luôn,
Tướng Nhưng mà bên ý bên là nó cái tính chất đó, như thầy Huy nói từ ban đầu đó, nó có một cái nó bên phía lịch sử thì mình phải hết sức cẩn thận về mặt quan điểm lịch sử và nền chính trị, chỉ có như vậy thôi. Tức là mình nhắc nhau để mà mình có mấy sự có cái tâm thế để mình trách nhiệm về công việc hơn. Vâng, thì một lần nữa thì rất là cảm ơn thầy Vương, thầy Huy, chúng ta đã có một cái dự án rất là mang tính thời sự, mang tính nhân văn và rất là vinh hạnh khi được tham gia vào trong dự án. Duy chỉ có một điều duy nhất là rất là mặn, rất là muốn tham gia, nhưng mà thầy Huy với thầy Vương cũng thông cảm là ngày thứ ba, tư, năm, sáu thì mình lại lên lớp 8 tiết ở trên đấy, mà ngay cái thời điểm này chuẩn bị thi cái học kỳ 2, thành ra là này nói chứ để mọi người không có bị mất tụt mút. Nhưng mà nếu mà giá chi vào ngày thứ sáu tới mà đã học vào buổi chiều trễ tí khoảng chừng 4 rưỡi 5 giờ thì mình tham dự, còn nếu không có lẽ là mình sẽ xin cái ý kiến, tại vì mình ở bên nhóm 4 thì có lẽ là sau buổi họp đó thì mới làm việc. Tức là nếu mà thầy Huy giúp dùm cho nó rơi vào ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ hai thì có lẽ là cái sự cộng tác của một số người mà đang làm công việc bên hành chính sự nghiệp đấy thì gặp họ có lẽ là hoàn toàn có thể đó hả. Rất cảm ơn mọi người đã nghe và rất mong mỏi dự án mình sẽ hoàn thành thành công rực rỡ và mang cái dấu ấn rất là lớn cho những anh em là những người tiên phong trong cái công nghệ mới. Rất cảm ơn. Dạ vâng, đầu tiên thì xin cảm ơn anh Hoàng. Anh là một giảng viên, một giáo viên và cũng là cái người rất là tâm huyết. Thế thì cái vị trí số 4 ấy là cái vị trí cực kỳ quan trọng, bởi vì sao ạ? Tức là sau khi mà cuốn truyện xuất bản rồi ấy thì toàn bộ trách nhiệm về chất lượng của cuốn truyện đấy là cái vị trí số 4 này là chịu hết. Tức là gì ạ? Ông là thánh soi mà ông soi không hết, soi không ra ấy, mà đến lúc mà ra cộng đồng rồi mà cộng đồng nó chửi ấy, là ông số 4 là chịu trách nhiệm. Ngon thì không sao, nhưng mà bị chửi là ông số 4 là chịu trách nhiệm hết. Còn cái ông vẽ tranh, ông kịch bản lúc đấy không liên quan nữa nhé. Lúc đấy là đứt đuôi con nào mọc rồi, được chưa ạ? Ông số 4 này làm nhiệm vụ là soi, mà ông không soi ra, ông soi ông đưa ra thoải mái, ông bới ông tìm vết thoải mái để tôi sửa. Nhưng mà tôi sửa xong rồi, ông không còn gì soi nữa. Mà đến lúc mà ra cộng đồng rồi ấy, là lỗi của ông hết. Được chưa ạ? Chính xác là như vậy. Đấy là, tức là cái bộ phận nó gọi là kiểm tra, gọi là test chất lượng ấy. Đấy, đúng không ạ? Quality test ấy. Thì cái đội đấy là đội chịu trách nhiệm về chất lượng của cái sản phẩm. Được chưa ạ? Đấy, anh chị em nào mà lúc nãy mà đăng ký cái vị trí là thánh soi là cũng phải cẩn thận nhé, hồi hộp dần là vừa nhá. Rồi, ok. Xin mời bạn Trần Lập có ý kiến. Trần Em Trần Luận, xin Trần chào Luận. thầy. À, xin bạn Trần Luận. Thầy và các anh chị có nghe nói rõ không ạ? Còn một bạn nữa nha, giữ nhanh tay giơ tay nha, còn một bạn nữa duy nhất nha. Em xin chào thầy, chào anh chị. Em là Trần Văn Luận, em ở cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa. Thì hôm nay thì cũng rất vui, có duyên được về với học viện thì em cũng xin chia sẻ và cũng muốn góp ý một cái ý ạ. Tức là em cũng rất yêu thích về về giáo dục, về lịch sử và cũng cũng đang ứng dụng và muốn cho con đi theo cái hướng AI và cũng muốn cho con tiếp vào cái chương trình vẽ tranh, làm video về 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 truyện tranh, và em cũng rất cũng muốn đồng hành lâu dài cùng với học viện. Thì em có ý kiến này thì tất cả các anh chị vào cái môi trường này thì cũng đang đang đều bỡ ngỡ, mỗi người một vai trò khác nhau. Bây giờ mình học viện vào một cái tập thể và cũng làm sao mà để mà bông cái ý chung nhất, thì theo nghĩ thì mấy chục người này thì chúng ta nên chia 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 nhóm đấy ạ, nhóm từ 3 đến 5 người để thứ nhất là nhắc nhở nhau này, thứ hai nữa là thảo luận về cái kịch bản hay những cái nội dung hoặc là thế mạnh của mỗi người á, thì ba người này để có cái trách nhiệm để nhắc nhở nhau và đồng hành công việc cùng nhau để cho nó làm hiệu quả hơn. Chứ còn bây giờ mọi người đều có vai trò khác nhau, bây giờ ông chưa có một cái, đang mơ hồ về cách vẽ, mơ hồ về lịch sử, mơ hồ về cái quan trọng là để có một kịch bản tốt nhất và có một người để viết truyện tranh cái hiệu quả nhất ấy. Thì chúng ta nên chia nhóm ra, mỗi người có một vai trò đấy, người viết kịch bản, người lên ý tưởng, rồi người Rồi kiểm tra ok, xong. Rồi, ngoài cái ý kiến đấy của bạn ra thì còn ý kiến gì nữa không?
Dạ vâng, em xin hết ạ. Rồi ok. Thứ nhất là lúc nãy mình có nói với cả tất cả anh chị em ấy, đó là chúng ta sẽ có chia nhóm, nhưng mà bây giờ Huy chưa biết anh chị em làm được cái việc gì mà chia. Đúng không ạ? Cho nên là buổi ngày hôm nay là buổi gọi là khởi động thôi. Thế buổi hôm nay chưa chia được, còn những anh chị em chúng ta sẽ thể hiện ở trong nhóm ấy là tôi nhận là người viết kịch bản nha, xong là từ giờ đến lúc đấy là mình có những cái kịch bản đấy. Tôi có thể mình phải nộp trước, đâu phải là đến thứ sáu mình mới nộp, đúng không ạ? Mình bảo là một hôm tôi ra kịch bản thôi thì sao? Nộp luôn, sửa đi, soi luôn, sửa sửa luôn. Và lúc đấy ấy, bắt đầu là gì ạ? Là mọi người sẽ biết là anh này làm được việc gì. Được chưa ạ? Và khi mà biết làm được việc gì rồi thì lúc đấy bắt đầu mới chia nhóm mới dễ. Bây giờ chưa chia được nhé, cứ vào trong cái nhóm mà gì ạ, cam kết thì lúc đấy chúng ta sẽ gì ạ, sẽ có cách để chia, ok không ạ? Nhá, thế tự lúc đấy mọi người nhìn nhau, mọi người tự tự nhận nhau về nhóm của nhau thôi, có gì đâu. Mà cái người này biết vẽ, cái người kia thì giỏi về kịch bản, cái người kia thì giỏi về Canva chẳng hạn. Thế thì mọi người cái gì mình không làm được thì làm sao ạ, thì mình nhớ. Anh chị em không nhất thiết là phải giỏi vẽ nhá, giống như anh Hoàng ấy, anh bảo anh nhận vị trí soi đâu, sao đâu, không cần vẽ, chẳng cần lên kịch bản, mình chỉ làm soi thôi. Ấy có người thì bảo là em không biết vẽ, chẳng lên kịch bản, em chẳng biết soi, em làm marketing, em lại có quan hệ với các báo chí này thế kia, đài truyền hình, thì em sao ạ? Em làm nhiệm vụ đấy, em nhận nhiệm vụ đấy, và cái nhiệm vụ đấy của mình là sao? Làm cho càng nhiều người biết đến thì làm sao ạ? Thì mình thành công nhá. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn bạn bạn Luận với ý kiến rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ vào trong nhóm và chúng ta sẽ thể hiện bản thân mình trước, sau đó là sẽ chia nhóm sau, ok không ạ? Nhá, rồi. Rồi, còn anh chị em nào muốn lên không ạ? Chúng ta còn mấy phút nữa. Anh chị em nào muốn chia sẻ về cái hào hứng của mình, hay là cái sự lo lắng, hay sự hồi hộp, hay sự căng thẳng của mình, giống như là thầy Hoàng lúc nãy không ạ? Cảm thấy là có trách nhiệm, là mình cũng hơi căng thẳng một tí. Nêu tiêu chí của chuyện, nội dung, hình thức như nào? Tiêu chí của chuyện, nội dung, hình thức thì lúc đầu Huy có chia sẻ rồi, chắc là chị anh Lan Anh là vào sau đúng không ạ? Thì đó là gì ạ? Là chúng ta tập trung vào đối tượng là gì ạ? Là khách hàng nào thì chúng ta sẽ có tiêu chí như vậy. Lúc đầu Huy đã nói rất kỹ phần này rồi, được chưa ạ? Nếu mà ai mà chưa nắm được cái phần này thì chút nữa Huy gửi lại video cho anh chị em xem lại trong nhóm nhé. Cái video thì Huy sẽ gửi lại trong cái cuộc họp này, Huy sẽ gửi vào trong cái nhóm mà 50 người đấy, được chưa ạ? Nhá, thì hình thức thể hiện là chuyện tranh, chuyện chữ, chuyện màu, hoặc là chuyện gì ạ, hoặc là chuyện đen trắng, tùy mình, phong cách nào thì tùy mình, được chưa ạ? Thứ nhất nó là chuyện tranh đen trắng hoặc màu, hoặc phong cách nào đấy thì là tùy cho mình sáng tạo. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là tiêu chí là gì ạ? Là yếu tố vừa gì ạ? Giải trí này, đúng không ạ? Yếu tố thông tin này, yếu tố lịch sử này, và yếu tố là gì ạ? Bài học, được chưa ạ? Gửi link đăng ký học vẽ vào ngày mai. Đấy, thì link đăng ký học vẽ thì anh chị em cứ đăng ký ở trong nhóm, sẽ có hướng dẫn nhá. Ở trong nhóm sẽ có hướng dẫn. Rồi, ok, anh chị em còn hỏi gì nữa không ạ? Hello. Anh chị em cứ để ý tin tức ở trong nhóm thì sẽ có hướng dẫn về cái lịch học ngày mai nhé. Anh chị em còn câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi, nếu không có câu hỏi gì thì Huy đếm từ 5 đến 1. Nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta sẽ kết thúc phòng Zoom ngày hôm nay nhé. Xin mời anh Phạm Phi Vũ. Xin mời anh chia sẻ đôi lời ạ. Anh Vũ là người cuối cùng nhé. Ok, xin chào tất cả các anh chị. Dù rất là hào hứng khi tham gia cái dự án này và thấy rất là nhân văn. Và cũng hơi lo lo là này, về cái đề tài lịch sử ấy, thì Vũ rất là đam mê, nhưng mà là để viết cho nó thành một cái câu chuyện ấy, thì hoặc là mình bịa thêm một tí vô nó cho nó hay hơn ấy, cho nó phù hợp với người độc giả hơn ấy, thì cũng hơi lo lo, và cái deadline nó cũng hơi khá ngắn, nên là hy vọng rằng là mọi người cùng sẽ có chung một cái ý tưởng giống như Vũ, để mà làm sao cho cái tác phẩm đầu tay của mình đó, nó được nói chung rằng là nó đáp ứng được cái nhu cầu của cái mong muốn của cái độc giả. Đó là cái mà Vũ đang muốn chia sẻ với mọi người. Mặc dù Vũ rất là đam mê về lịch sử và cũng có cái kiến thức lịch sử cũng khá tốt, và cũng có những cái bộ tài liệu cũng khá tốt về lịch sử, nhưng mà để mà biến nó thành một câu chuyện nào đó trong truyện tranh đó thì nó cũng nói chung là cũng hơi khó khăn, hơi lần đầu tiên mình làm nên cũng có nhiều cái phải phải lo lắng. Vâng.
Đấy, tuyệt vời quá. Có những người như anh ấy thì đấy là đấy, anh có những cái mà em không có. Tức là anh có những cái kiến thức về lịch sử mà cái đấy là em yếu. Đấy, thì anh có thể tham gia vào cái phần là gì ạ, là viết kịch bản, viết nội dung, hoặc là anh tham gia cái phần là gì ạ, là soi. Đấy, là gọi là kiểm tra. Nhớ chưa ạ? Đấy. Thế còn phần vẽ, anh lại bảo là anh không giỏi thì em lại là chuyên gia. Ok không ạ? Nếu như mà một mình em thì em thấy nó khó. Thật, một mình em thấy khó. Bởi vì là em phải nghiên cứu về lịch sử, trong khi anh nghiên cứu lịch sử bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ em mới bắt đầu nghiên cứu về cái những cái liên quan đến 30 tháng 4 ấy. Thì trước giờ thì em cũng giống như phần lớn các bạn khác thôi. Thế vì em bây giờ 40 tuổi rồi mà cái kiến thức của em về 30 tháng 4 ấy nó cũng chỉ rất là nhỏ như này thôi. Thế bây giờ các bạn mà 20 tuổi thì anh nghĩ xem nó chắc chíu gì. Đúng không? Đấy. Thế thì thế có những người như anh là rất là tuyệt vời. Đấy. Thế là mình làm sao để đưa cái kiến thức đó nó vô trong cái mọi người mà nó tiếp nhận được nó một cách dễ dàng đó. Tại vì mình nói một lịch sử mà theo kiểu như là như những chuyên gia lịch sử như Vũ nói thì là rất là khó để các bạn đi tiếp nhận được. Chính xác. Nên là mình phải làm sao cho nó biến những câu chuyện lịch sử đó nó thành những câu chuyện rất là mềm mại và là nó dễ vào lòng người cho cái đối tượng độc giả của mình nó sẽ tiếp nhận được đó. Chính xác. Thì lúc đầu đó là một cái yếu tố mà Vũ Trần cũng hơi lo lắng. Tại cách nào để mình giảm cái gọi là cái kiến thức đó xuống để một cách truyền đạt một cách nó nhẹ nhàng hơn cho mọi người để hiểu được đó. Rồi ok anh, thì cái việc mà lên kịch bản các thứ ấy, thì nó có cái công thức đấy. Nó có cái công thức đấy. Ví dụ như này, mình muốn cái câu chuyện của mình nó hấp dẫn, mình muốn bộ phim của mình hấp dẫn thì mình đưa vào đấy cái tính drama, tức là cái tính kịch tính đấy. Tức là gì ạ, mình đưa vào drama, đưa vào kịch tính vào đấy, tức là gì ạ, nó có những cái nút thắt. Đúng không ạ? Có những cái nút thắt, nó có những cái khó khăn mà không vượt qua được. Đấy, và sau đó mình tìm ra được cách nào đấy, mình giải quyết cái nút thắt đấy. Đấy, ví dụ như là mình kể câu chuyện là diện là tiến quân từ Nam vào Bắc, từ Bắc vào Nam, hoặc là mình dạ, giải phóng cái này, mình chỉ nói là diện ngày 30 tháng 4 thì bốn cánh quân đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn, quân ta chiếm được Bình Dương, chiếm được Vũng Tàu, chiếm được, thì nó rất là chán, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ, khi mà mình vào đến gì ạ, đến Trảng Bom và vào đến gì ạ, vào đến Bình Dương thì nó gặp cái sự phản ứng như nào, sự phản kháng như nào, xe tăng nó lại chết máy như nào, nó lại không chạy như nào, hoặc là gì ạ, bắn nó lại bị xịt như nào, nó nổ như nào, rồi là những cái khó khăn đấy, đó, những cái kịch tính đấy. Và sau đó thì đã có những người có những cái ý tưởng để mà gì ạ, để mà giải quyết được cái việc đó như nào, để mà vượt qua như nào. Thì ví dụ thế, thì mình có thể dựa vào một cái chi tiết lịch sử nào đó, sau đó là mình phóng tác ra, mình sáng tác ra, đấy ạ. Nói chung là phải đưa vào những khó khăn, đưa vào trong câu chuyện là những cái khó khăn, những cái gì ạ, những cái vấn đề, những cái kịch tính. Đấy. Đôi khi mình đang tiến quân lại tự nhiên lại có mấy cô gọi là nhân viên cái gì, công nhân rồi các thứ lại đi qua lại làm ảnh hưởng đến cuộc tiến quân của đàn cả đoàn quân chẳng hạn. Ví dụ thế, lại đi qua lại thấy có bà đang bầu đang đi đẻ, thế là mấy anh bộ đội này phải lại giúp bà bầu đi đẻ, kiểu kiểu vậy. Tức là nó tạo ra những cái kịch bản nó làm cho người ta phải tò mò. Đấy, được chưa? Thì cái đấy là cái về mặt kịch bản thì em sẽ có chia sẻ vào trong cái lớp học về viết truyện tranh nhá. Thì anh có thể tham gia để có thể là biết thêm được cách để mình chuyển thể từ những kiến thức lịch sử, từ những cái mình biết, để mà tạo ra những cái thứ mà khiến cho giới trẻ họ cũng quan tâm, họ thích thú. Nó vừa mang tính giải trí, em nói rồi, để một câu chuyện hay nó vừa mang tính giải trí, vừa mang tính kịch tính, drama, vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính giáo dục. Khó vô cùng, không hề dễ tí nào ạ. Dạ, ok nhá. Rồi, cảm ơn anh chị em đã tham gia cái buổi họp khởi động ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục vào trong nhóm cam kết. Anh chị em nào mà thực sự mà muốn cống hiến vì cộng đồng, có name, có tên tuổi trong các cái cuốn truyện để mà truyền thông, thì chúng ta hãy nhanh chóng chuyển khoản và vào gửi bill vào trong nhóm, để ban tổ chức sẽ add anh chị em vào một cái nhóm riêng nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Bye bye.